với mong muốn được phục vụ đông đảo quý khách hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, Kính mắt Quang Dũng đã triển khai các cửa hàng bán lẻ rộng khắp với giá bán chỉ bằng 70% giá của thị trường. Kính mắt Quang Dũng chuyên phân phối hàng với số lượng lớn cho các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Kính mắt Quang Dũng tự tin phục vụ khách hàng với tiêu chí bán lẻ giá xỉ. Ngoài ra, khi đến với Kính mắt Quang Dũng, khách hàng còn được tư vấn đo mắt, sửa chữa và làm mới kính miễn phí. Đây là những cam kết lâu dài mà Kính mắt Quang Dũng dành cho quý khách. Kính mắt Quang Dũng là đơn vị đi tiên phong và có uy tín nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh kính mắt trên thị trường Việt Nam. Kính mắt Quang Dũng đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong thị trường kính thuốc cũng như kính mắt thời trang tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trên toàn quốc với sự đảm bảo tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ bán hàng. Tại hệ thống các cửa hàng bán lẻ giá xỉ của Kính mắt Quang Dũng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn để sở hữu kính chất lượng cao, được nhập khẩu từ các nước có công nghệ sản xuất kính mắt phát triển hàng đầu trên thế giới như Italia, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc với các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Versace, Dior, Ray-Ban, Burberry, Ondo. Kính mắt Quang Dũng luôn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, kèm theo mỗi sản phẩm đều có thẻ bảo hành và tem đảm bảo hàng chính hãng. Kính mắt Quang Dũng cung cấp đầy đủ các loại kính mắt như kính cận, kính viễn, kính loạn, kính râm, kính hai tròng, kính đa tròng, kính phản quang, kính tráng cứng, các loại kính thời trang kết hợp với tròng mắt UV400. Các loại kính này chống được tia cực tím, phù hợp với mọi loại thời tiết. Đặc biệt, sản phẩm này có tác dụng chống lóa hoàn toàn khi sử dụng trong môi trường nắng chói của mặt trời, rất tốt cho việc lái xe. Bên cạnh đó, với ưu thế của một đơn vị uy tín lâu năm trên thị trường, Kính mắt Quang Dũng khẳng định là một địa chỉ tin cậy, chuyên cung cấp các loại máy móc trang thiết bị ngành kính tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên lịch sự chuyên nghiệp, sử dụng các thiết bị đo kính bằng máy điện tử hiện đại, cùng với đó là giá thành sản phẩm hợp lý và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo. Kính mắt Quang Dũng luôn là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng. Hãy đến với Kính mắt Quang Dũng để Kính mắt Quang Dũng cảm ơn quý khách bằng giá cả và chất lượng. Kính mắt Quang Dũng, địa chỉ 1, 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ 2, 651 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Kính mắt Quang Dũng, hân hạnh được phục vụ.